Trong nước, Việt Nam có nữ thường trực ban bí thư đảng đầu tiên Số lượng người Việt ra nước ngoài lao động cao gấp 20 lần Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường công khai đường dây nóng chống lừa đảo. Đồng loạt khám xét nhiều chi nhánh F88 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bị đòi nợ, hai thanh niên chuyển hướng cuộc gọi tới đường dây nóng Bộ Công an. Mở đầu là phần tin trong nước. Thưa quý vị, theo thông tin từ Văn phòng Trung ương Đảng, chiều ngày 6 tháng 3, tại trụ sở Trung ương Đảng Bộ Chính trị đã họp để xem xét về công tác cán bộ. Tại phiên họp, Bộ Chính trị quyết định phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức thường trực Ban Bí thư khóa 13, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà Trương Thị Mai là nữ trưởng ban tổ chức trung ương đầu tiên trong lịch sử Đảng và nay là nữ thường trực ban bí thư đầu tiên trong số 21 người giữ chức danh thường trực ban bí thư kể từ năm 1976 tới nay. Được biết bà Trương Thị Mai sinh ngày 23 tháng 1 năm 1958, quê quán ở xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bà Mai có trình độ chuyên môn thạc sĩ hành chính công, cử nhân sử và cử nhân luật. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 2 năm 2023 của nước ta ước đạt 430.000 tấn với giá trị 231 triệu đô la Mỹ. Tổng khối lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2023 đạt 789.000 tấn với giá trị 417 triệu đô la Mỹ, giảm 18,8% về khối lượng và giảm 10,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 528,5 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Dự báo hoạt động xuất khẩu gạo năm 2023 của Việt Nam có nhiều thuận lợi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tình trạng hạn hán tại các nước Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt. Ngoài ra, Ấn Độ cũng áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và áp dụng thuế 20% với chủng loại gạo trắng. Cùng với đó, chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 đạt khoảng 6,5 đến 7 triệu tấn gạo. Theo số liệu thống kê từ các doanh nghiệp, trong tháng 2 năm 2023, cả nước có hơn 6.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài, gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung trong 2 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đạt gần 28.500 người, đạt 25,8% kế hoạch năm 2023 và gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thị trường Đài Loan, Trung Quốc tiếp nhận số lượng lớn nhất với hơn 14.600 lao động, sau đó là đến Nhật Bản gần 12.500 lao động. Theo Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mục tiêu của Việt Nam trong năm 2023 là đưa khoảng 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời vừa tiếp tục giữ vững các thị trường tiếp nhận lao động truyền thống, vừa mở rộng để tăng dần số lượng lao động việc đi làm việc tại một số quốc gia châu Âu, với thu nhập cao và ổn định. Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh bị lừa đảo chuyển tiền với kịch bản con đang cấp cứu ở bệnh viện, tối ngày 6 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục trực thuộc. Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn ra soát kiểm tra các điều kiện để đảm bảo an toàn thông tin của học sinh, sinh viên, giáo viên, cũng như ra soát các kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Đặc biệt đề nghị các trường công khai đường dây nóng, đảm bảo được sự kết nối liên lạc thông tin giữa nhà trường và gia đình học sinh, sinh viên. Đồng thời phải có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn cha mẹ học sinh, học sinh sinh viên và giáo viên thận trọng trong việc tiếp nhận thông tin, chủ động kiểm chứng. Văn bản khẩn của sở được đưa ra trong bối cảnh nhiều phụ huynh bị lừa đảo chiếm đoạt tiền, với thủ đoạn là điện thoại thông báo con em họ nhập viện và cần tiền phẫu thuật gấp. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, chỉ trong vòng 3 ngày, đã có ít nhất 10 trường hợp phụ huynh mắc bẫy với tổng số tiền bị lừa lên đến hàng trăm triệu đồng. Thưa quý vị, trong ngày 6 tháng 3 vừa qua, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra, khám xét hàng loạt chi nhánh F88 thuộc công ty cổ phần kinh doanh F88. Diễn biến này xảy ra ngay sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở của văn phòng đại diện F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp trong buổi sáng cùng ngày nhằm phục vụ công tác điều tra về các hoạt động cho vay và cưỡng đoạt tài sản. Thời điểm hiện tại, một số chi nhánh đã đóng cửa nhưng nhiều nơi vẫn hoạt động bình thường. Theo như quảng báo của F88, công ty có trụ sở chính tại Hà Nội và hiện có khoảng 800 chi nhánh trên phạm vi toàn quốc. F88 không chỉ cung cấp dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng thế chấp ô tô, xe máy, điện thoại, laptop mà còn cung cấp nhiều dịch vụ tài chính khác như bảo hiểm, chuyển tiền, thu hộ tiền điện, nước, internet. F88 thành lập năm 2013 do ông Phùng Anh Tuấn làm tổng giám đốc. Cách đây vài ngày, F88 thông báo đã huy động thành công khoảng đầu tư 50 triệu đô la Mỹ. Vừa qua, công an tỉnh Bắc Giang đang làm rõ hai trường hợp có hành vi chuyển cuộc gọi đến số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an sai quy định. Trước đó, khoảng cuối tháng 12 năm 2022, do cần tiền chi tiêu, các cá nhân này đã vay tiền qua app trên điện thoại di động. Trong quá trình trả tiền, hai cá nhân này bị các đối tượng sử dụng số điện thoại lạ nhắn tin gọi điện đòi nợ. Sau đó, hai cá nhân đã chuyển cuộc gọi của các số máy lạ gọi vào số của mình đến đường dây nóng của Bộ Công an, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận xử lý tin phản ánh qua đường dây điện thoại nóng. Qua điều tra, công an xác định, hai cá nhân này có hành vi thu thập sử dụng thông tin của tổ chức mà không được sự đồng ý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chuyển toàn bộ tài liệu hồ sơ thu thập đến Công an huyện Sơn Đồng và huyện Việt Yên để xử lý theo thẩm quyền. Mới đây, Công an huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương cho biết đang tiến hành xử lý hành vi mạo danh người khác sử dụng dịch vụ bưu chính của chủ quán cà phê ở xã Đình Thành. Trước đó vào chiều 5 tháng 3, Công an xã Định Thành phát hiện tại quán cà phê ẩm thực có lãng hoa với nội dung lãnh đạo đảng, nhà nước, chúc mừng khai trương. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an xã Định Thành đã phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện, lập biên bản vụ việc và mời Lưu Hoàng Vũ, chủ hộ kinh doanh về trụ sở làm việc. Qua làm việc, Vũ thừa nhận sử dụng điện thoại mạo danh lên mạng đặt lãng hoa có nội dung như trên để gửi đến quán để tạo sức hút dư luận. Công an huyện Dầu Tiếng đã đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối tượng Lưu Hoàng Vũ có hành vi mạo danh người khác sử dụng dịch vụ bưu chính với mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Vụ việc đang được công an huyện Dầu Tiếng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 6 tháng 3, Bộ Y tế thông báo tạm dừng cung cấp số liệu bản tin Covid-19 trong ngày 6 tháng 3 năm 2023 do hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 bị hỏng server. Đồng thời cho biết sẽ cung cấp lại bản tin tình hình dịch Covid-19 hàng ngày khi hệ thống được khôi phục hoạt động bình thường. Tuy nhiên theo dõi trong một tuần vừa qua, số ca mắc Covid-19 qua thống kê là từ 4 đến 12 ca một ngày, thấp nhất từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Hiện số bệnh nhân điều trị phải thở oxy chỉ có 4 ca, trong đó 3 ca thở oxy qua mặt nạ và 1 ca thở oxy dòng cao, không có ca nặng phải thở máy hoặc can thiệp ECMO. Covid-19 hiện được đánh giá có mối nguy ở mức rất thấp, tình hình này cũng đã kéo dài nhiều tháng nay. Do đó đã có nhiều ý kiến cho rằng Bộ Y tế vẫn nên tiếp tục theo dõi dịch để đánh giá tình hình và phòng chống kịp thời, nhưng không cần thông báo hàng ngày mà chuyển tập trung sang các căn bệnh mới và tái nổi hoặc các vấn đề quan trọng khác của ngành. Thưa quý vị, hai cảng cá lớn nhất ở tỉnh Quảng Trị là cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh và cảng cá Cửa Việt, huyện Triều Phong đã được bố trí 180 tỷ đồng để xây dựng sửa chữa các hạng mục. Tuy nhiên hiện nay hệ thống xử lý nước thải tại hai cảng cá này chưa được xây dựng nên không đủ điều kiện về môi trường để đưa vào hoạt động. Mặt khác, trong khu vực cảng cá cửa tùng quản lý, hầu hết các nhà máy chế biến, các cơ sở hộ sản xuất kinh doanh đều không có hệ thống tự xử lý nước thải riêng nước thải từ các cơ sở sản xuất kinh doanh đang xả trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Lý giải nguyên nhân của tình trạng này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết là do số tiền hơn 300 tỷ từ nguồn đền bù sự cố môi trường biển không đủ để xây dựng hạ tầng cơ bản của các cảng cá. Nếu đến hết tháng 6 năm 2023, hệ thống xử lý nước thải không được đầu tư xây dựng, các cảng cá sẽ đứng trước nguy cơ bị tạm dừng hoạt động những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại